thế mà sự giảm các bưng khú chăn ngăm rú ní nhăng khẽ hà đầy lại khù mà bưng lê hối bưng nên ngân lang chăn sừng khỏng trợ quân. Lê hối mi khắc nghề hơn bơ rút nì bơ rút to là tan chơ bò me rằng hành điểm môn nhằng lò nhăm về bòm cằn cùng cùng hờ dây dần đẻ má đẻ mố. Mọi lễ hội khẩn bom he chủ trợ quân vùng sùng rú sapa minh nên văn hóa rình lễ hội lung tung hứa co lễ hội mỏng con hờ về dê dần cứ đẩy lại lang tỷ khẩn bom he trợ quân rằng rút sát ta phản lưng đại tổ chức bần trình hàng bì cấn mười lễ chính quyến bom các quân dân địa phương khăn tánh chu tàng chân vầy dệt su bón lễ khăn tánh chu tàng lũ đình cùng phân điển môn xuống đến cho hơn cả chảnh trinh dệt chu tàng trương kình về khẳng tánh hở lê hối đầy năm dệt nên nà pom cắt lế dệt khẳng con bưng quân rú cùng bản ná bưng quân thảo ké quân bên lang tiền chơi cùng bản có tập hôm số hơn bí thử giá về pom cằn khẳng tánh hở buổi lễ khu bất lút thiếu xe đầy cùng bưng lê hối lung tung khoảng chở quân rằng lò tắt con chu quân cọc bằng năng về vầy dết khẳng con vầy dết hở khẳng con chăn ngam dết bưng khẳng vóng mi lại mau lường đành chăn ngam cánh bưng kỹ thuật ngân lang bưng pha mứ trang khoảng bưng nghệ nhân cùng bàn rú khẳng vóng cò mi bưng hù bưng hù té phải vài dết vào khẩn phả tình lên em con để mi ó phần là rút khẩn lê hối các mi khắc nghệ dình. Bưng nàng về là rút đàn đầy bưng chai báo chở con mèo rú xá sản xả hố huyền Sapa tỉnh Lào Cai dệt mùm về trung hong mử hồi nhá lùng khoảng chở con trầu lò lê hối gầu tàu. Ông Giàng Xeo Gà lúng Giàng Xeo Gà nghề nhân can bố văn hóa huyền có tranh trinh ma tròi giờ xá phải lim le tên là rút. Lúng giang xeo gà ó má cắp nhớ gần rú phùng đình Sapa bón chở quân mèo nhang bày chữ lại bưng hít con ngân lang chăn rừng mi thề trò xuất hối bờ lùng mạp phe du lịch đầy trinh quyến huyền bằng choi giờ xá tổ chức lê hối lúng cò ao ăn nỉ lau khô vạch xếp tàm tèm bưng bắp sàn vầy bính thải bảy chữ bưng lê hối ngân lang khẳng chở quân hờ lúc làn làng nỉ lai bị cảnh ma giang xeo gà cò lai tơ bảy ma phải bỏ bưng quân thảo ké cùng bưng bàn chở quân mèo mỏng con bưng quân thảo ké tô hà chầu văng bưng kham trên bưng lê hối ngân lang khẳng chở quân chầu mười lăng là mười mi ó lê hối gầu tàu và chuông hoang lê hối. Cá
Cách thị trấn Sapa 15 km, người Dao thuộc xã Bản Khoang cũng đang đắc thị trấn Sapa xếp hàng cải tang chờ quân Dao thoát xác bắn quàng có khăn tánh lê hối hồ bị mỡ khẩn trầu biển đi bom me tổ chức lễ cấp xác cánh xuống nâng lễ ngân lang khẩn chờ quân Dao lúc lý quẩy Dao quân mê lang tình chưa cùng xã bắn quàng vừa đẩy cấp xác xếp dòng đen đẩy Dao năng về dệt lễ chính khẩn lễ hối. Tái hiện lại cái cấp sắc bảy đèn và nó trích đoạn để gọi là sân khấu hóa trong vấn đề đó thì những cái đoạn mà ngày kia sẽ thực hiện trong cái lễ hội mùa xuân đầu năm ấy. Anh nhìn lò lê vào gần lau về cấp sắc chết đen khòng bò mẹ chưa quân được khỏi tổ chức dân nỉ và hở lụt làn hù hót anh nhìn lò lê cấp sắc chết đen từ tên hắn bưng lụt làn có chí bảy chữ mở khỏi báo tổ chức lưng chơ bơ lưu làn mi thể chí lưng bưng nền văn hóa dân thần mở khỏi còn năm dệt nâng hót sòng tơ lễ cấp sắc biển nâng thực hiện cái sự chủ trương của đảng nhà nước thì chính quyền địa phương sẽ mỗi năm sẽ tổ chức 1-2 lần trong những lễ cấp sắc. Về khăn tánh hở lễ hối cấp sắc đằng đầy chúc quân nam dệt mèn văn lễ cấp sắc khoảng chờ quân Dao lưng mi giảm cấp giảm đen chết đen cánh xếp dòng đen và lễ cấp sắc giảm đen chết đen đầy tổ chức cùng chùm hó lễ cấp sắc xếp dòng đen mi thề mi lại chùm hó vòng tổ chức bình hì quân dần bắn khoảng tổ chức lễ hối cấp sắc chết đen. Những cái đèn này nó có ý nghĩa đối với người Dao thì là khi một người trưởng thành thì phải trải qua 3 đèn bắt buộc, còn tùy 7 đèn với 12 đèn tùy theo điểm. Anh Hiếm khắc nghề các trợ quân Dao nhất lo quân nhắn mà cả bàn có khám cài giảm đen, tổ chức chết đen hứ có xếp dòng đen là tòi mỏi cho hơn. Mi khủng ngay đi phải dệt cùng lại chùm hó, có dệt hót chết đen. Và dệt chết đen có lò lê hối ngân lang hàng pì. Khá lâu từ chuyện cổ truyền từ các cụ xưa là hàng nghìn năm để lại. Bưng bay khắp bay xe trong hòn lê hối có đàn đầy đội phần nghề sát bán quàng tập tư anh thì là đội phần nghề cốt chính khẩn xá lò quân nắm cầm để chuẩn bị cho lễ hội cấp sắc này bọn em có bị tập mấy tiết mục để biểu diễn hôm lễ hội này. Ví dụ như bài bọn em dùng sàng gạo để múa. Vậy khăn tánh lễ hội cấp sắc ní nhóm mình hóng có tập tư sống nâng bài xe mình hóng dù bài xe trừng khẩu hôm mi giảm hoa si bái anh nỉ lò vào gần lông xình hoa hàng mử vì đời mực nóng có tập tư sân nỉ vậy phá hoa bưng bàn nóng cầm bảy chữ đầy nên văn hóa còn chờ quân Chào. Lúng lý quẩy Dao tranh chinh tần lao bưng tột sàn ngân sang khổng trực quân hờ học sinh khổng trầu bơ mơ ấn mi ó lễ cấp sắc mi phân thì tèm sàn Dao các trực quân Dao bó sàn bó chư vàng ngày về bó hờ lũ làn hù đọc hù tèm sàn khổng trực quân lò hù bó chư vàng ngày. Phù trái ép tổ sàn phù nhính ép nghiệp khiểm mày bón bưng phù nhính năng nghiệp khiểm mày bưng trai báo ma tật con vạch sao hù báo xào cắp cằn
rú theo tang bản á bón đời có hình bưng phủ những quân xào đèn cùng bưng tháo sống sở ngân lăng bỏm cằn năng nghiệp khiểm mày mỏi tàng chân dệt ó lò bưng thù vào gần lông trang mơ gòn phủ những chu tàng chân dệt ó té bưng khù nằn bỏm cáp về rủ về máy bưng tháo sống sở ngân lăng trong hòn bồng kiến thấy rú hàng mử bé sừng cấn té pha mứa trang dệt gòn phủ những chợ quân xào bưng bính phải thổ cầm cò đài dép bưng tàng chân ngân lăng lá cằn té bưng thùng bưng tàng chân hót bưng khù chăn ngam bén khằn bưng tảng chân nỉ tại bưng ởi nón khải rú cùng mử hội rú sapa ăn đi lọc hù vài mi lông hiếp thù hờ po me té tên cháu lại po me chủ trợ quân rú xá hầu thào lào chài còn lung ma bản hố bản phúng bản quàng po me té thị trấn Sapa có ma xung lê hối bị lại quân ma họt pa pa còn nung bưng tháo sùng sở ngân lang bòm cằn ma đìm mưa hồi tà va lê hối ngân lang gòn chở quân rằng quân mèo quân dạo ha va trầm đi có bính thầy cất bình lê hối trùng gòn tên cá vùng Sapa quân dần địa phương có trành trinh cánh áo chu tàng chân dệt hay dệt na đầy ma khải khé dù lít mưng no cò ma hót tá vàn giàn xà hú bắn khoằng vài tín mưa hồi hót nỉ po me có bòm cằn đìn môn khát xé lê hối lung tung gòn chở quân rằng tá vàn cấn chớ tật con po me còn lơ tròn chơ đi vinh chành vầy dệt lế cánh lơ tròn hờ chóp khỏ bưng sào mày nì tẩy xét chăn ngam bé sưng đùng bình cái vòng mặt trời mặt trăng ấy là vòng tà vinh đùng bình lò chơ tọt con cho tọt hót khẳng vóng nặn sưng nặn trắng vào gần bì nưng dê dần mà pe sắt dính mà pe chu quân ỉn hăn ăn nằn lò bưng khủ khắc nghề cùng lê hối nỉ về mong con hải chú quân rú hào kiền phàn dê dần đầy má đầy mũ xình cúng đan gần vầy mỹ ó bưng chương trình tìm môn khắp xé cùng chân hành rú xá sàn xà hố làng phân lễ để tổ chức men văn toi chở quân mèo rú lễ hối khẩu tàu phân đình môn cắp hàng hỏi phần đồng tiền ma lập bưng quân dần ma sung ăn nhì lò mồn chắc chơ đẩy lại quân ma sung vào gần lúc khát sàn
Nó về bảy chữ cánh bà pe bưng bồn thế thảo ngân lăng, về tổ chức bưng bồn thế thảo mang ní khẩu lê hối, lò cất bình bón đền môn hổ bì hạc bóng mè, bỏng nằn về tập tư cào hén, lông kiền rú gọn lan nóng. Bưng bồn bé sân chắc chơ, neo nỉ vào khẩn lông xình hoạt hàng mử gọn bóng mè, mơ chào nhau mi chu thì sân tọt bao dệt phải tâm hú tầm khẩu vào chung tên mép bưng đang về khổng bom me có vào khẩn chu khủ cùng bông kiến thê xú mi ó cùng lê hối Kenny lê hối cò đầy năm dệt bọc kém bừng lại phải ngấn bé sân bờ chậu nhằng du lễ cấp sắc khòn chợ quân rào túc bánh quàng bừng lế mi ó men văn đầy lại quân dần cánh khé mà lim le lê cấp sắc lớn nâng cùng bưng lế bớt lút thiếu đầy cánh đầy bảy chữ té chôn nhì hoặc trôi ấn đôi gặp bò mè chợ quân rào vào gần bùng kiến thế xú uốn ỉnh môn mộ bưng trai báo chợ quân rào lằng chơ dệt lế chế đầy tim lò quân nhắn mà cá bàn các bưng nền văn hóa cánh bưng khủ khắc nghệ lễ cấp sắc khòn chợ quân rào còn đầy bộ văn hóa thế thảo du lịch lim là di sản văn hóa vì vật thể cấp quốc gia. Cài lê cấp sắc chết đen sầm đen có dệt hằng sum hau mi khù vải mạ pe bính khải bưng khủ ngân lang khòn văn hóa còn trực quân rú buổi lễ bưng hù mi ó bé sân lễ tòn bảo bú làn khăm lễ tay hừng cánh lễ trò hở bưng nòng nòi cất bình quân nhắn mà cá bàn lễ cấp sắc có tắp hôm bưng tàng hòn nghệ thuật về trung hòn bưng hù tín ngứng tinh hết bưng hù sân ẩm nhạc kiến trúc khắp xé có sử dụng cùng lễ cất bình khu môn sần uốn ỉnh môn mộ nò bưng lên nắn buổi lễ cấp sắc nhằng tổ chức lại năng về tiền môn khắp xé sân chắc chơ cánh bốc tà phải bắt tổ bè cùng bưng lễ hối cấp sắc phân vào khẩn lau lê cưới đòn khòn chở quân rào đẩy lại quân bùng trờ lê cưới đòn khòn chở quân rào phân lại lò rú tăng hơn trai nhăn tăng hơn phụ nhính tại tổ chức cùng bờ kinh men văn vậy tòn báo thổi chờ tòn báo bày hơn trò rằng vậy học quân dần rú trầm tăng hủ họt cùng nham bỏ cằn pom me cỏ bòm cằn khắp xé lằng nằn say mò trí bòm xét lễ cúng sớ vậy báo cấp bảo bú lằn khăm vậy hở bảo bú lằn khăm cùng hở đùi phủ mê nóm cầm kiên rú uốn ỉnh môn mô lễ cưới là nâng cùng bưng nen dình hoát ngân lang khòn chợ quân rào vậy vào khẩn bưng nen văn hóa mà lịch sử sân nằn cần đầy bảy chữ bính thầy bưng nen văn hóa vậy hôm phân dệt hờn nen văn hóa khòn chợ quân Việt Nam mở hương chăn nam hờn khé mừng no mà cò bắc môn pơ đầy hú hót bưng đen văn hóa xú bưng lê hối đặc mi ó xú sạp bà mừng nâng mi khắc nghệ cánh môn sừng cắp bưng khe ní tinh mết cò đầy hú hót bưng hù mắng nâng cùng bưng nên mắng bưng hủ mắng khẳng lê hối giúp ban khoảng bình nỉ là chu thì tèm sàn
cánh thì nghiêm khiêm mày khòn chở quân rào về nhọn àng bính thầy bảy chữ bưng lên văn hóa khòn chở quân số nghị bò mè mi nhằm vầy vơ lim le bưng tột sàn cánh đầy trứng chành bưng quân tèm sàn nghệ thuật bưng tột sàn nì vào gần bưng khù cánh cất bình bưng hòn nghệ thuật ma gian chơ vào gần bưng khù ngân lang chăn rừng khòn chở quân rào lúng lý quầy rào có mi mử dệt sờn vừa tèm cánh vừa chấm bay thì bưng lê hối rừng nỉ lọc vù vài hàng rủ lích địa phương cánh vê on chỉ cùng hòn rủ lích mà bé hơn lông hiệp thù hàng bờn khòng bưng quân on chỉ viền sơn trai báo chở quân mèo nỉ lò giáo giảm hỏi ngân mương mí tổ sâu ní sùng cốp lại tơ bẹt cáp lông hiêm thù dệt dần hay ma ngành rụt lịch khải quảng choi giờ quân dần địa phường cùng vê mà pe lò khủ cốc chính dệt dần hay ma cò bòm cắp nghe hướng dẫn viền rụt lịch quân dần rút đi cỏ mắc cắp nang vê nì bơ vơ choi giờ bom em đi tấm nông hiệp thủ vơ lò khủ vầy hù hót bưng nên văn hóa khòng bom me chở quân ấn nhọn àng hót bom me bản phương mưng nó về bính thầy bưng dì sản cất bình khù về mạp pe kinh tế me hen khòng hòng rủ lịch đang mở hưng mạp pe rú sạp bà bom me chu chở quân có bính thầy khù đi tăng tánh cất bình chê dình minh nên văn hóa khòng chở quân văn hóa lò khù về mạp pe và văn hóa bóng mạp pe có bóng mạp pe đầy hòng kinh tế dù lịch Sapa mà pe đầy sức mượn nỉ, một số to là bơ nằm đình bón số, nhăng là bưng khủ văn hóa.